Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, Hùng Review đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp mới ở trên kênh FA Channel của mình. Trước khi bắt đầu số hỏi đáp này thì nếu như anh em quan tâm về những dòng điện thoại với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay thôi. Câu hỏi đầu tiên thì đến từ bạn có tên là Kiệt Nguyễn. Câu hỏi này thì lần trước mình nhớ là mình đã có từng trả lời rồi. Đó là giữa LG V60 và S20 FE thì nên lựa chọn máy nào chơi liên quân với cả là giải thác vụ bình thường thôi. Nếu như mà giữa hai con máy này thì mình thấy rằng lựa chọn Samsung Galaxy S20 FE nó sẽ là một lựa chọn an toàn hơn. Tại vì cơ bản bây giờ nếu anh em mua S20 FE mà hoặc là LG V60 hàng lướt thì cả hai sản phẩm này máy dựng đang cực kỳ là nhiều. Ít nhất là phải tầm 60-80% hàng anh em mua đều là hàng dựng. Không dựng ít thì cũng dựng nhiều. Mình thấy có nhiều con LG V60 là nó đục cả main, và một số con S20 FE thì nó cũng bị hở cả viền. Cái này là chuyện bình thường. Anh em mua tầm giá mà kiểu 3-4 triệu, 3 triệu hơn ấy, thì chỉ có thể là máy dựng thôi. Và tìm được cái tỷ lệ mà máy zin ấy quá khó, rất khó luôn. Trừ khi là các bạn mua lại từ người dùng ở Việt Nam, phiên bản Việt Nam ấy. Nhưng mà người dùng Việt Nam thì anh em chỉ mua được con S20 FE thôi, chứ còn LG V60 thì đào đâu ra. Đấy, thế thì tại sao mua S20 FE lại là an toàn hơn so với LG V60? Thì các bạn phải hiểu rằng S20 FE bây giờ vẫn còn hàng mới. Còn LG V60 á, khai tử từ rất là lâu rồi. Nên là nếu như anh em thích ăn chắc, mặc bền thì rõ ràng là LG V60 nó sẽ rủi ro hơn hẳn. Còn với S20 FE thì là một chiếc máy mới, linh kiện của nó vẫn có để sẵn sàng bảo hành cho người mua. Cho dù các bạn mua điện thoại xách tay nhé, cho dù các bạn mua điện thoại không phải là hàng chính hãng của Samsung Việt Nam, anh em vẫn có thể đến trung tâm bảo hành của Samsung để yêu cầu thay linh kiện được. Hoặc nếu không nha, anh em cũng có thể mang ra những cửa hàng sửa chữa điện thoại linh kiện cực kỳ nhiều. Còn LG ấy thì có đấy, nhưng mà hiếm hơn rất nhiều. Và với con S20 FE thì mình thấy là nó sẽ làm cũng toàn diện hơn. Kiểu màn hình của nó là 120Hz, bây giờ chơi liên quân anh em có thể bật được 120fps luôn. Đó, chơi PUBG anh em có thể bật được 90fps. Nó và anh em cũng có thể là có được những trải nghiệm sử dụng hàng ngày mượt mà hơn. Và kiểu thiết kế màn hình của S20 FE thì mình đánh giá rằng nó cao hơn. Còn về phần hiệu năng thì cả hai đều có chip Snapdragon 865. Cả hai thì đều có những phiên bản RAM gần như là như nhau. Thậm chí là S20 FE còn cao hơn, tại vì có phiên bản RAM 8 hay RAM 256. Thì về vấn đề là kiểu lưu trữ đa nhiệm các thứ thì nó cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà mình thấy rằng là có một điều là LG tối hóa hiệu năng hơi kém, còn Samsung thì làm ngon hơn. Nên là về cái phần chơi game thì mình thấy cũng nghiêng về cái phần S20 FE hơn. Chưa kể này, là với S20 FE thì cái camera selfie của nó làm rất là ổn. Các bạn chụp ảnh selfie nhìn cũng đẹp, camera selfie 32 chấm. Còn bên LG thì cái camera sau mới là cái điểm cộng thôi, chứ còn camera trước thì hơi kém. Mà nếu mà so camera sau ấy thì cũng chỉ tương đương 1910 với S20 FE, cũng không có nổi bật hơn được nhiều. Có chăng là pin của LG V60 nó sẽ trâu hơn một tí, khi mà là 5000mAh và gánh màn hình chỉ là 60Hz. Nên là con này sẽ rất là trâu nếu anh em vẫn kiếm được một con máy gọi là pin nó cao cao một tí. Còn nếu như anh em sử dụng con S20 FE thì pin của nó sẽ hẹo hơn. Và nếu như các bạn mua những chiếc máy pin chai chai rồi thì chỉ được khoảng tầm 4-5 tiếng. Còn nếu như anh em nào mà máy pin chạy ít ấy, thì cũng khoảng tầm là 6-8 tiếng tùy vào điều kiện anh em sử dụng. Và cả hai thì đều có sạc khoảng tầm hơn 20W, 25W. Nên là mình thấy rằng là cái về tốc độ sạc thì cũng xem nhau. Nói chung là nếu như giữa hai kèo này thì mình thấy rằng là S20 FE vẫn là một cái lựa chọn gì đấy nó an toàn hơn. Và mặc dù là có nhiều phốt thật đấy, nhiều anh em kêu là bị màn hình này nọ, nhưng mà mình thấy rằng là cái tỷ lệ đó so với lại cái tỷ lệ máy dựng của LG V60 mà chúng ta gặp vấn đề thì cái máy Samsung Galaxy S20 FE này nó còn gọi là sang cái tỷ lệ nó thấp chán. Rồi, bạn Lan Quốc Oai thì có hỏi mình là mình thường xuyên đi phượt, quay video, tư vấn giúp một cái con camera có khả năng chống rung ngon, hiệu năng ngon, quay và edit video không giật. Với câu hỏi của bạn ấy, một con điện thoại có camera chống rung ngon, edit video ngon, không giật lag, giá khoảng 10 triệu. Thật sự cái này quá khoai. Tại vì nếu như chỉ chuyên về quay ấy, thì anh em có thể tham khảo con iPhone 11 Pro Max. Hoặc là tầm 10 triệu anh em có thể mua được iPhone 12 hàng lướt rồi. Thì mình thấy rằng nếu cái lựa chọn về phần quay ấy, thì iPhone luôn là một cái lựa chọn cực kỳ tốt. Cho dù là những cái phần option khác như là về phần màn hình, về phần cứng các thứ thì nhìn nó không ổn lắm. Hoặc là so với mấy con điện thoại Samsung thì nó thua, hoặc thua nhiều. Nhưng anh em phải hiểu rằng là cái camera iPhone làm cực kỳ tốt. iPhone làm rất rất tốt nha. Quay video 4K 60fps kể cả cam trước và kể cả cam sau. Khả năng chống rung quang học cực kỳ ngon, quay rất ổn định. Đó, hồi xưa mình dùng con iPhone 11, mình lên Đà Lạt mình quay vlog các thứ là cực kỳ bắt nhè luôn.
Đó. Và với iPhone 11 Pro Max thì mình thấy rằng là pin của nó cũng ổn, đủ cho bạn có thể là đi vừa các thứ mà cũng không cần lo lắng đến cái vấn đề là kiểu pin lắm. Hoặc là nếu bạn cần mới hơn thì có thể là lựa chọn iPhone 12. iPhone 12 thì nó sẽ nhỏ hơn và pin của nó sẽ yếu hơn. Đó, chất lượng quay video thì cũng gần như là same iPhone 11 Pro Max thôi. Còn nếu như bạn muốn thêm một lựa chọn điện thoại Android ấy, thì bạn có thể là cân nhắc mua con Xiaomi 13T mới của nhà Xiaomi. Con đấy nếu như bạn mua và trừ quà hết tại Di Động Việt thì nó sẽ còn mức giá loanh quanh khoảng tầm là 10 triệu rưỡi. Và với con Xiaomi 13T đấy thì mình đã có trải nghiệm rồi. Thì nói chung là nếu về chất lượng quay video so với iPhone thì nó thua kém một chút. Nhưng bù lại ấy, con Xiaomi 13T cũng được trang bị khá nhiều công nghệ từ cái ống kính của Leica, màu sắc nhìn nó sẽ nghệ hơn, ạt hơn, có khả năng quay video 4K 30fps, vẫn có khả năng chống rung quang học rất là ngon lành này. Đấy. Rồi về màn hình ấy, thì thiết kế của nó sẽ mới hơn, AMOLED 16,67 inch, 144Hz. Đấy. Kiểu đẹp hơn, tần số quét cao hơn, dùng mượt hơn. Đấy, pin thì cũng là 5000 mAh mà là pin mới nên là không lo đến cái việc là bị chai pin. 67W sạc nhanh thì mình thấy rằng cũng ok rồi. Và quan trọng là được trang bị con chip là Dimensity 8200 Ultra thì rõ ràng là cái việc bạn edit hậu kỳ video thì cũng không cần phải lo lắng. Nói chung là ba cái lựa chọn mà mình vừa kể tên ấy, đó là ba cái lựa chọn mà mình thấy rất là tốt nếu như nhu cầu của bạn là quay video. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến các bạn tên là Phương Viên An. Có con điện thoại nào hai củ hơn mà kiểu dung lượng nhiều một chút, ít nhất là 64GB pin 4000 cấu hình là vừa thôi. Thì với câu hỏi của bạn ấy, mua luôn giúp mình con Infinix Hot 30i đi. Tại vì cơ bản trong tầm giá thì con Infinix Hot 30i là quá ổn rồi. Nó có con chip là Unisoc T606, trong tầm đấy anh em cũng không thể kiếm được cao hơn. Đó, mà con Unisoc T606 này thì anh em mua con Infinix Hot 30i, nó chỉ khoảng tầm là 2,4 triệu thôi. Đấy, bộ nhớ trong của nó sẽ là RAM 8GB cũng như là 128GB thì quá thừa với nhu cầu của bạn. Pin 5000, đấy, cũng sẽ có sạc nhanh là 18W. Màn hình thì cũng sẽ là màn hình HD có tần số quét cao 90Hz. Nói chung là con đấy trong tầm giá khoảng tầm hơn 2 củ ấy, là quá hợp lý dành cho người có nhu cầu giống như bạn. Đương nhiên là 2 củ thì chúng ta không thể nào mà đòi hỏi cái này cái kia được. Và con này cái này cái kia của nó cũng đã làm khá là tốt ở trong tầm giá rồi. Ok, bạn Nguyễn Văn Lộc sẽ hỏi mình là tư vấn cho một con điện thoại tầm 6 đến 8 triệu chơi PUBG, high setting, pin trâu, quay video ngon, dễ tìm linh kiện để thay thế. Thì nếu mà bạn chỉ cần bỏ cái vế là dễ tìm linh kiện để thay thế đi thì thực sự là 6 đến 8 triệu mình có thể liệt kê cho bạn cả lôi cả lốc. Ví dụ như là K60 này, ví dụ như là Redmi Note 12 Turbo này, ví dụ như là Realme GT Neo 5 này, vân vân và mây mây. Nhưng mà tới cái dòng là dễ tìm linh kiện thay thế thì tự nhiên tất cả những con điện thoại sách tay đấy nó bay hết. Mà bây giờ nó chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi, đó là iPhone 11. Một cái lựa chọn có thể là so với những anh em mà cấu hình thủ thì nó sẽ hơi cùi, nhưng mà với nhu cầu của bạn ấy, thì mình nghĩ rằng chỉ cần như thế là được rồi. Và PUBG ấy, anh em không nên chơi ở cái mức là high setting HDR cộng với lại 60 làm cái gì cả. Chỉ cần chơi mượt cộng với 60 là được rồi. Thì con iPhone 11 nó vẫn có thể cân tốt. Mà quan trọng nhất này, pin trâu thì iPhone 11 pin vẫn đủ trâu. Nếu không trâu, bạn chỉ cần mua cái phiên bản 7 triệu đi. Sau đó anh em dành ra 1 triệu để ra trung tâm bảo hành của Apple thay quả pin mới vào đảm bảo trâu vãi đái luôn. Đấy, quay video ngon thì iPhone 11 đảm bảo là quay phim ngon. Đấy, quay video 4K 60 các thứ, có cả cam góc rộng. Mình đã từng dùng một thời điểm mình dùng iPhone 11 rồi, 1 năm 6 tháng dùng iPhone 11 rất nhớ luôn. Khả năng chụp ảnh, khả năng quay video của nó cực kỳ ổn, không có gì để chê cả. Đấy, và cái việc là dễ tìm linh kiện thay thế thì bây giờ nhắm mắt vào kia điện thoại nào cũng có linh kiện thay nha các bạn. Từ thay lưng, thay main, thay màn, thay kiểu nói chung là anh em có cái gì có thể thay được là cái iPhone 11 này có thể thay được hết, nên là về vấn đề tìm kiếm linh kiện là không cần phải vân vân. Có chăng là hơi nóng, anh em mua về thì nhớ là lắp một con quạt tản nhiệt sâu lạnh vào thì nó sẽ ngon nhất. Câu hỏi tiếp theo đến các bạn tên là Hồng Trần. Note 12 Turbo và K50 Gaming nên lựa chọn con nào? Nếu như bạn câu hỏi của bạn ấy thì mình thấy rằng là nếu bạn thích gaming phone thì nên lựa chọn con K50 Gaming, vì có những thứ mà con K50 Gaming nó hơn hẳn so với con Note 12 Turbo. Thứ nhất là có trigger, thứ hai là hoàn thiện sản phẩm tốt hơn, thứ ba là có sạc nhanh hơn, và thứ tư là có loa nghe hay hơn. Loa của nó là loa của JBL, mồm to hơn, phục vụ cho nhu cầu chơi game tốt hơn. Thứ hai là trigger của nó, thì cái phần trigger đấy anh em bắn súng FPS ấy phải gọi là cực kỳ cháy luôn. Thứ ba đó là về cái sạc nhanh hơn, thì sạc con này là 120W thì rõ ràng là nhanh hơn 67W của Note 12 Turbo rồi đúng không ạ? Thêm nữa này là nó cũng sẽ có một cái hoàn thiện sản phẩm rất là tốt, mặt sau làm từ kính này, khung viền kim loại này xịn hơn hẳn so với con Redmi Note 12 Turbo. Nhưng Note 12 Turbo là một cái lựa chọn nó lành hơn,
nếu như các bạn không quan tâm lắm đến những yếu tố đó. Còn cái K50 Gaming ấy, nó phải gặp một cái yếu tố là nó khá nóng khi chúng ta chơi game. Nếu như các bạn mua K50 Gaming thì bắt buộc là chúng ta cần phải trang bị một cái quạt tản nhiệt sò lạnh nó ra gì một chút. Đó, còn nút 12 Turbo thì cũng không cần thiết lắm. Tiếp theo là nút 12 Turbo thì trang bị một cái cấu hình thì mình thấy cũng khá là ổn rồi. Kiểu Snapdragon 7 Plus Gen 2, màn hình của nó vẫn là màn hình tần số quét cao, máy thì sẽ nhẹ hơn, nên là không được hoàn thiện tốt như là K50 Gaming nhưng mà mình thấy cũng ổn. Camera thì gần như cũng xem mà cũng không chênh lệch gì nhiều. Nói chung là nếu bạn thích gọi là lành tính một tí thì nên lựa chọn con Note 12 Turbo. Còn K50 Gaming thì nó chỉ có một yếu tố thôi, là nó bị nóng. Còn lại về hiệu năng thì mình thấy cũng xem này, về trải nghiệm chơi game các thứ thì mình thấy cũng xem. Nên là con này thì mình thấy là lựa chọn con nào cũng được. Đó, nếu mà thích lành tính thì lựa chọn Note 12 Turbo. Các bạn nghĩ sao về những câu hỏi có số hỏi đáp lần này? Sai chỗ nào, chưa đúng chỗ nào đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye anh em.